khi các bạn nhìn giúp lỡ nè, khi người ta cho cái này đúng không ạ, thì các bạn giải nè, thì khi người ta cho cái chỗ này nè, x lớn hơn bằng 0 và x khác 4 chính là điều kiện có nghĩa của biểu thức rồi. Nên các bạn không cần tìm điều kiện có nghĩa nữa mà các bạn giải trực tiếp luôn. Thì các bạn quan sát giúp lỡ ở đây nè, căn x trừ 2, đây là 2 trừ căn x, thì hai thằng này có hiện tượng gì ạ? Đổi nhau đúng không ạ? Hay còn gọi là ngược nhau á. Ngược nhau thì thứ nhất các bạn đổi vị trí, nhớ phép trừ nha mọi người. Phép trừ thì các bạn nhớ giúp lỡ, đổi vị trí thêm dấu, dấu trừ cộng 2 phần căn x cộng 1 nè. Đổi vị trí nè là căn x trừ 2 thêm dấu trừ, đây dấu cộng thành dấu, dấu trừ. Chốt chỗ này chưa bạn Bảo Ngọc? Sau đó các bạn phải tìm được mẫu thức chung. Mẫu thức chung chính là tìm bội chung nhỏ nhất của tất cả các mẫu này, đó chính là căn x trừ 2 nhân căn x cộng cộng 1. Rồi các bạn nhìn vào mẫu coi coi thiếu cái gì, nhân cái đó. Nếu không thiếu thì các bạn viết viết lại. Đây có thiếu không ạ? Không, vậy ba viết lại. Tiếp tục đây căn x cộng 1 thiếu gì ạ? Căn x trừ 2, vậy nhân căn x trừ 2. Tiếp tục đây căn x trừ 2 thiếu gì ạ? Căn x cộng 1 thì lấy trừ 1 nhân căn x cộng cộng 1. Bước này các bạn cố gắng phân phối vào, đừng để bị sai dấu nha mọi người. Ok chưa ạ? Phân phối đừng để bị sai dấu, cố gắng chỗ nào sai cố gắng comment giúp lại liền nha mọi người. Ok chưa mọi người? Được chưa ạ? Rồi bắt đầu các bạn rút gọn nè. Đây 3 trừ 4 trừ 1 ra trừ trừ 2. Đây 2 căn x trừ căn x còn lại căn căn x. Chia cho căn x trừ 2 nhân căn x cộng cộng 1. Ở đây là đóng ngoặc vào để cho các bạn hình dung nè. Đây với đây giống nhau nè. Được chưa ạ? Rút hết thì ở trên còn lại là số số 1. Chốt chưa mọi người? Ok không mọi người? Ok chưa mọi người? Mọi người ơi, trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lại để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha mọi người ơi.